Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì lâu rồi mình không có quay video clip cho các bạn xem. Thì hôm nay mình đi một cái quán ăn, mình vô tình thấy cái hộp cá được làm một chiếc thuyền rất là đẹp. Sẵn đây mình quay lại và giới thiệu với các bạn luôn. Thì các bạn thấy không? Hộp cá này làm trên chiếc thuyền nha. Chiếc thuyền cũ bỏ đi, họ sẽ làm hộp cá. Anh em có thể thấy được cái nước trong hồ rất là trong, rong phát triển rất là xanh tươi luôn ha anh em. Thì ở đây cái người chủ này họ trồng hai cây lan nước vào phía dưới, thì họ lấy bùn ở dưới sông á, lót đáy ha, trồng lan nước. Và anh em có thể thấy cái nước ở trong cái hồ này rất là trong, thì chủ yếu là do cái hệ thống vi sinh phát triển ổn định thì cái nước nó rất là trong. Và ở đây anh em có thể thấy được là cái hồ này nó nằm ở trong, ở dưới tán cây, ánh sáng nó vừa đủ, nó không có ánh sáng không quá gắt nên cũng không có phát sinh cái tảo xanh nha các anh em, không có bị tảo xanh. Anh em thấy không, rong nè, rong rất là xanh, xanh tươi luôn á. Và cá đây nó khỏe, rất là khỏe mạnh luôn. Ở đây cá nuôi cá ruby thì chủ yếu là nhìn qua mình thấy toàn cá bảy màu tạp thôi. Thả cá chủ yếu là cho nó ăn lăng quăng này thôi chứ không có gì hết. Nước trong không nè. Đây cũng là một cái hồ cá mơ ước của khá là nhiều anh em mình ha. Nước rất là trong, rong thì xanh tươi luôn. Nó bị chá nắng anh em thấy không? Bị chá nắng. Cá phía dưới này nhóc hết trơn, nhiều lắm nha anh em, cá rất là nhiều luôn, cá nhiều lắm, mình vẫy tay là nó đi lại nè. Đó, nhìn nữa như không có nước vậy. Quay sơ một cái cho anh em nhìn ha, trong bắt luôn. Thì đây cũng là một cái gợi ý cho anh em mình khi mà set up cái hồ cá ngoài trời. Một á, nếu mà tốt thì anh em đó, thì anh em cứ đơn giản thôi. Một á, là anh em lấy bùn ở dưới ao hồ sông á, anh em lót cái nền ha, lót nền. Thời gian đầu thì có thể là nó sẽ hơi đục chút xíu, tuy nhiên là anh em khi anh em trồng cây thủy sinh, anh em thảy rong vào thì đâu đó tầm vài ngày đến một tuần là nước nó sẽ trong lại thôi, không cần là phải đá nhâm thạch gì đâu, tốn kém. Chỉ cần mình để bùn phía dưới là ok ha anh em. Phân cá thì lâu ngày nó kiểu như nó ỉa xuống á, cá nó đi phân ra thì nó sẽ thành cái một cái lớp phân hữu cơ cho cây luôn, nó nuôi cây không cần phải bón phân. Thì cây thủy sinh thì anh em, một là anh em trồng cây lan nước ha, cây lan nước này nè, hai là cây thủy trúc, thứ ba là anh em có thể trồng trong hoặc là tiểu bảo tháp, bất cứ cái cây nào cũng được. Cái cây nào mà có bộ rễ phát triển dưới nước đó, là anh em có thể trồng kết hợp nó với cái hồ thủy sinh. Nếu mà anh em nào mà không có bùn thì anh em lấy cát xây dựng cũng được ha anh em, cát xây dựng á, cát người ta xây nhà đó. Nó cũng tốt, khi mà cái hệ vi sinh nó ổn định thì chắc chắn cái nước của anh em mình nó sẽ rất là trong, không cần phải dùng vi sinh hay là này kia nọ đâu. Thật sự cái hồ này là hồ ngoài trời, không có chăm sóc gì hết mà anh em thấy nước vẫn trong, cây cối phát triển ổn định và rong này anh em thấy không, xanh mướt luôn. Và đặc biệt lưu ý xíu nữa là cái ánh nắng rất là quan trọng anh em. Ánh nắng cái hồ của mình đó, nó có nước, nó có trong, nó cây cối nó phát triển tốt hay không,
là do ánh sáng quyết định nha anh em. Ánh sáng thì nó sẽ phát triển vi sinh tốt, nhưng mà anh em phải lưu ý ánh sáng nó cũng quan trọng, đó là không được để ánh sáng quá nhiều, thời gian chiếu sáng quá nhiều, cũng như là cường độ ánh sáng nó chiếu vào cái hồ mình quá nhiều thì cũng không được. Nếu mà ánh sáng vào nhiều quá thì cái hồ của mình sẽ bị tảo xanh nè, tảo nâu nè, hoặc là rêu tóc nè, nó sẽ ảnh hưởng bị mấy cái đó rất là nhiều, không thể nào tránh khỏi được. Thì cái vị trí tốt nhất là anh em để phía dưới một cái cây, phía dưới tán cây ha, chỉ có ánh sáng nó đi xuyên qua thôi là nó sẽ giảm ánh sáng lại. Còn nếu như anh em nào mà không được cái điều kiện lý tưởng là cái bóng cây á, thì anh em cứ trải một cái lớp lưới lan phía trên thì nó cũng giảm cái lượng ánh sáng đi rất là nhiều. Chỉ cần cái lớp lưới lan ha anh em. Còn nếu anh em nào tốt thì cứ che lại, che mái che lại thì nó ok, là nó sẽ được cái hồ như thế này, rất là đơn giản, không cần phải phức tạp, cũng không cần phải như thế nào. Nhìn anh em cứ có hồ này ra, buổi sáng anh em cứ ra là nhìn cái hồ này và uống cà phê, ngắm cá cho cá ăn là đi làm cũng rất là thư giãn, không cần thiết phải đầu tư gì đâu. Nếu mà anh em không có chiếc thuyền thì cứ làm một thùng xốp đấy, cứ làm một thùng xốp thôi, đâu có cần thiết phải làm máy đâu đó. Dạ, hôm nay sẵn mình gặp cái hồ đẹp thì mình quay mình chia sẻ với anh em thôi nha, một cái clip ngắn thôi. Thì sắp tới mình có thời gian rảnh thì mình sẽ quay video clip nhiều hơn cho anh em xem, chia sẻ với anh em nhiều hơn. Không ra mình bận quá. Ok, nếu anh em thấy video clip này hay thì hãy nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình ha, và nhấn cái chuông thông báo nha anh em. Khi nào mình ra video mới nhất thì nó sẽ thông báo cho anh em ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.